nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh có thể bị phạt 15 năm tù. Lại xuất hiện thần y chữa câm điếc bằng cách tát và rút lưỡi giống Võ Hoàng Yên, 10 giây là nói được ngay. Vì một phút nảy sinh lòng tham, người đàn ông phải nếm trải giây phút xấu hổ khi lôi túi đồ từ trong quần ra. Cộng đồng mạng khui lại đoạn chat của Đạt Ri và Hoài Lâm, tình thân mến thân, Đạt Ri gọi Hoài Lâm là idol. Hoài Linh và Minh Nhí ngồi ghế nóng thách thức danh hài mùa 7 năm nay. Thúy Hằng mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 4 tháng 5, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh Sen Vàng News. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính ngay sau đây. Vừa qua, lực lượng cơ quan chức năng đã bắt giữ hai nữ sinh đã cho thuê 3 căn nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn Hà Nội. Ngày 20 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống tại một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Trãi. Thời điểm kiểm tra, những người này không thể cung cấp được giấy tờ thị thực nhập cảnh. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được căn nhà do T thuê với mục đích phục vụ kinh doanh mỹ phẩm từ tháng 12 năm 2020. Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập, T đã khai nhận hành vi thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sinh sống. Theo đó, T có quen với hai người đàn ông Trung Quốc qua mạng xã hội. Những người này đã nhờ cô thuê hộ nhà cho một số người Trung Quốc sang và làm việc theo hình thức nhập cảnh trái phép. T đã nhận lời đề nghị từ hai người đàn ông Trung Quốc và rủ H thực hiện hành vi này. Hai nữ sinh đã thuê một căn nhà ở Nguyễn Trãi và hai căn nhà ở quận Thanh Xuân. Trong đó, T xếp cho 6 người Trung Quốc ở tầng trên của tòa nhà tại Nguyễn Trãi, 11 người còn lại được sắp xếp trong căn nhà 2 tầng nằm trong phường Thanh Xuân. Hiện tại, một người Trung Quốc đang bỏ trốn, còn 16 người còn lại đã được đưa đi cách ly. Theo luật sư, mức phạt cao nhất mà hai nữ sinh trên có thể nhận về cho tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép là 15 năm tù. Trong thời gian vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước sự việc rất nhiều thần y chữa câm điếc bẩm sinh bằng phương pháp hết sức đặc biệt. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một thần y khác sử dụng phương pháp chữa bệnh đặc biệt này. Theo đoạn clip được chia sẻ, một người đàn ông trung niên được rất nhiều người dân vây quanh. Người đàn ông này tiến đến chỗ một bé gái và bắt đầu những hành vi bất thường. Đầu tiên, người đàn ông này lấy một chiếc khăn màu trắng rồi yêu cầu bé gái há miệng và dùng tay rút lưỡi bé một vài lần. Sau đó, người này vén tóc bé gái lên và vuốt sau tai một vài lần. Nhưng hành động kết thúc phương pháp chữa bệnh đặc biệt này mới khiến nhiều người bất ngờ. Người này sau khi vỗ vào tai bé gái bồm bột một cái thì giơ tay đếm số 1, 2 và yêu cầu bé gái đếm theo. Khi bé gái chỉ ngọng được trong miệng những từ chưa rõ lời, người này tuyên bố bé gái đã khỏi bệnh và phải tay ra về, tiếp tục chữa bệnh cho người khác. Vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn clip của một người đàn ông vì một phút nảy sinh lòng tham mà anh ta phải nếm trải giây phút xấu hổ khi lôi túi đồ từ trong quần ra. Toàn bộ hành động của người đàn ông này đã bị camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Theo đó, một người đàn ông mặc áo đỏ đi vào cửa hàng bán đồ hải sản. Nhưng lúc chủ cửa hàng không để ý, người này đã đứng dựa lưng vào chiếc tủ lạnh rồi từ từ nhét một khay đồ vào trong túi quần của mình. Thế nhưng ngay sau khi người này có ý định rời đi thì bị chủ cửa hàng phát hiện, liền giữ chân người này lại. Biết không thể chối được, người đàn ông này đành xấu hổ nhận lỗi, rút trong quần ra khay đồ lấy trộm trong tủ đông. Sau đó, chủ cửa hàng cũng bỏ qua hành động này. Thế nhưng có lẽ tự thân người đàn ông này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ sau giây phút nỗi lòng tham của mình. Những ngày vừa qua, drama tình ái của Đạt Ri trở thành tâm điểm của showbiz Việt. Liên tiếp những thông tin không mấy tốt đẹp của anh trong chuyện tình ái với các cô gái khiến anh chàng này mất đi ít nhiều lượng fan hâm mộ. Gần đây nhất, cộng đồng mạng khui lại đoạn chat của Đạt Ri và Hoài Lâm, tình thân mến thân và Đạt Ri còn gọi Hoài Lâm là idol. Sau khi lên tiếng xác nhận chia tay Du Uyên và đang hẹn hò cùng Cindy Lư, vợ cũ của Hoài Lâm, Đạt Ri nhận không ít những ý kiến trái chiều, đặc biệt trước khi xác nhận yêu vợ cũ của Hoài Lâm, Đạt Ri và Hoài Lâm vốn được biết đến là những người anh em thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Bộ đôi ca sĩ dành cho nhau những lời thân thương, thể hiện tình cảm vô cùng thắm thiết. Thậm chí Đạt Ri còn gọi Hoài Lâm là idol của mình. Khi anh chàng dành lời động viên cho Hoài Lâm, ôm mày cái, giọng ca hoa nở không màu đã thả nhẹ tấm ảnh cười tươi rói. Còn Đạt Ri liền nhắn nhủ với người bạn thân, thương mày nhiều, hẹn gặp lại ở phía trước nhé. Trước sự việc trên, Hoài Lâm cũng không có bất cứ động thái nào trên mạng xã hội. Chương trình thách thức danh hài mùa thứ 7 đã chính thức được khởi động. Đặc biệt, chương trình năm nay có khá nhiều sự thay đổi, từ cách sàng lọc thí sinh đến vị trí ghế nóng của bộ đôi giám khảo. Tối ngày 3 tháng 5 vừa qua, chia sẻ với giới truyền thông, đạo diễn Khương Dừa tiết lộ người sẽ ngồi lên vị trí ghế nóng của chương trình năm nay, thay thế Trường Giang và Trấn Thành, khiến nhiều người quan tâm.
Theo đó, hai cái tên được xác nhận là nghệ sĩ Hoài Linh và Minh Nhí. Đạo diễn Khương Dừa chia sẻ, năm nay Thách Thức Danh Hài sẽ có sự thay đổi từ dàn giám khảo đến MC, trong đó giám khảo mùa này sẽ là danh hài Hoài Linh và Minh Nhí. Hai anh có nhiều kinh nghiệm, độ thu hút với khán giả. Chúng tôi yên tâm khi hai nghệ sĩ ngồi ghế nóng chương trình ở mùa 7. Được biết, để hai cái tên này xuất hiện trong chương trình, Khương Dừa đã phải trải qua khoảng thời gian thuyết phục và trao đổi hơn một tháng. Theo đó, lời mời được gửi đến nghệ sĩ Hoài Linh vào đầu tháng 4, nhưng tới gần đây mới nhận được sự gật đầu của anh. Khương Dừa cho hay, mọi người đều biết rất lâu rồi anh Hoài Linh không tham gia bất cứ game show nào. Thách Thức Danh Hài rất trân trọng sự tham gia của anh. Đặc biệt, điểm mới của chương trình năm nay cũng được hé lộ khi dàn thí sinh sẽ được hướng dẫn về chuyên môn. Các cây hài kỳ cựu như Bảo Trung, Tấn Beo, Trung Dân cũng tham gia vào quá trình casting tìm kiếm nhân tài của chương trình năm nay. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.